và sau đây là phần tin việt nam quốc hội cộng sản việt nam vẫn giữ lịch họp bất thường giữa lúc có tin đồn là nguyễn phú trọng đã chết Quốc hội Cộng sản Việt Nam xác nhận lịch họp bất thường vẫn diễn ra theo lịch trình từ ngày 15 tới ngày 18 tháng Giêng, trong lúc có lo ngại rằng sự kiện này bị hủy bỏ vì có tin buồn về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Truyền thông trong nước loan tin hôm 13 tháng Giêng rằng Tổng thư ký Quốc hội đã có thông báo nội dung kỳ họp bất thường lần thứ 5 nhằm xem xét thông qua luật đất đai, luật các tổ chức tín dụng, nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu của quốc gia. Theo thông lệ của đảng thì vài ngày trước mỗi kỳ họp bất thường của quốc hội đảng đều tổ chức hội nghị trung ương bất thường để thống nhất chỉ đạo đường lối cho quốc hội. thế nhưng tin đến hết ngày thứ bảy hội nghị trung ương bất thường vẫn chưa diễn ra. điều này càng khiến cho dư luận thêm tin vào những tin đồn về bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng đang lan truyền trong vài ngày qua. hôm 12 tháng giêng hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin nhiều quan chức hiểu biết về vấn đề này cho hay là ông Trọng đã phải nhập viện từ hồi đầu tuần vì một căn bệnh chưa rõ và ban chấp hành trung ương đã phải hủy cuộc họp trong tuần này. mà mạng xã hội đã dấy lên nhiều tin đồn ám chỉ về chuyện có tin buồn liên quan tới ông Trọng. Luật sư Võ An Đôn hiện đang tị nạn tại Mỹ viết trên trang cá nhân của mình rằng tin tức nội bộ đảng Cộng sản cho hay là Nguyễn Phú Trọng đã chết ngày 12 tháng Giêng. Để tránh xáo trộn nội bộ và gây hoang mang dư luận nhân dân, đảng đã quyết định giữ kín thông tin này cho đến khi chọn được người kế nhiệm thì mới công bố cho dân biết trong lúc Bộ Ngoại giao và Truyền thông Việt Nam thì vẫn tiếp tục giữ im lặng về các tin đồn này, thì trang Facebook của Công an tỉnh Vĩnh Phúc chiều ngày thứ Bảy 13 tháng Giêng đột nhiên lên tiếng bác bỏ viết rằng mạng xã hội và các trang báo phản động đang xuất hiện những thông tin sai sự thật như là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời hay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt đi chữa bệnh. Đây là những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận một ông Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay cắt cổ ở Việt Nam với lãi suất 500%, nghi can Wang Yuntao 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc cùng 192 người khác bị công an thành phố Đà Nẵng bắt tại Sài Gòn và tỉnh Bình Dương với cáo buộc cho vay nặng lãi qua app với lãi suất lên đến 500% mỗi năm. Công an Đà Nẵng cho biết từ tháng 11 năm ngoái, họ phát hiện một app cho vay cắt cổ với lãi suất lên đến hơn 500% một năm. Với thủ đoạn tinh vi, có rất nhiều người vay tiền trực tuyến. Tuy nhiên vì quy mô mạng lưới hoạt động phạm tội rất lớn, phạm vi liên tỉnh, các nghi can lên đến hàng trăm người ở khắp các địa phương trên toàn quốc nên công an Đà Nẵng phải báo lên Bộ Công an. Mãi gần 2 tháng sau, đến sáng ngày 11 tháng Giêng, hơn 250 cảnh sát thuộc các đơn vị công an thành phố, Đà Nẵng, Cục Cảnh sát Hình sự, Trung đoàn Cơ động Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ địa phương của Công an thành phố Sài Gòn, tỉnh Bình Dương đã đồng loạt đột kích chính địa điểm của đường dây cho vay nặng lãi, bắt giữ nghi can Quang Yun kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi cùng nhiều đồng phạm. Tổng cộng đã có 154 nghi can bị bắt giữ tại Sài Gòn, 39 người bị bắt tại Bình Dương. Qua khám xét, công an tịch thu 247 máy tính, 177 điện thoại di động, 8 xe gắn máy, hơn 180 triệu đồng và phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong ngân hàng. Quang và các đồng phạm người Trung Quốc bị cáo buộc đã thuê người lập hàng chục công ty nhằm tạo bình phong để cho vay nặng lãi. Nhóm này luôn thu thập đầy đủ thông tin cá nhân của người đi vay. Nếu họ không trả nợ đúng hạn, bọn chúng sẽ tiến hành đòi nợ kiểu khủng bố, đe dọa cả người thân và bạn bè của con nợ một nhóm móc túi chuyên trộm cắp tài sản tại bệnh viện chợ rẫy đã bị bắt Công an quận 5 thành phố Sài Gòn đã bắt giữ 4 nghi can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại bệnh viện chợ rẫy. 4 nghi can bao gồm Nguyễn Thị Loan 40 tuổi, Nguyễn Thị Phượng 30 tuổi, Nguyễn Nhật Bình 29 tuổi và Nguyễn Minh Châu 39 tuổi. Công an quận 5 cho biết là từ tháng 9 năm ngoái họ nhận được tin báo về một nhóm trộm cắp tài sản tại các bệnh viện trên địa phận của quận nên đã thành lập một tổ chuyên án để thu thập chứng cứ tiến hành bắt giữ. Tuy nhiên khi đó bọn trộm thấy lực lượng bảo an tại các bệnh viện đã tăng cường tuần tra nên bọn chúng đã tạm ngưng hoạt động. Đến giữa tháng 12, bọn chúng bắt đầu ra tay trở lại. Ngày 12 tháng Giêng, cùng sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Công an quận 5 đã bắt quả tang Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Phượng đang trộm cắp tài sản. Hai nghi can còn lại là Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Nhật Bình cũng bị bắt khi đang ngồi chờ Loan và Phượng tại một quán nước gần bệnh viện. Tất cả các nghi can đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của họ. Công an xác định Loan là kẻ cầm đầu băng nhóm này. Hàng ngày thì Châu và Bình chở Loan và Phượng đến các bệnh viện. Loan phân công Phượng cảnh giới, còn Thị lợi dụng sơ hở của người dân khi đến khám bệnh, thăm bệnh, dàn cảnh va quẹt để trộm cắp tài sản rồi truyền tay nhau đưa ra ngoài. Hiện tại, công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra. Một ông tâm thần ở Hải Phòng giết chết mẹ ruột. Khoảng 10 giờ ngày 13 tháng Giêng, bà Lê Thị Phương, 49 tuổi, cư dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, đã bị Phùng Văn Thắng, 31 tuổi, con ruột của bà Phương, giết chết. Nhà chức trách cho biết khi đó bà Phương đang nấu cơm trong bếp thì bất ngờ bị Thắng cầm dao chém vào tay nên bà bỏ chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Khi bà chạy được 10 mét thì bị Thắng đuổi kịp, cầm dao và nửa viên gạch đập vào sau gáy khiến bà ngã gục xuống đất. Thắng liên tục cầm viên gạch vỡ đập nát đầu bà mẹ rồi mới chịu dừng tay. Án mạng xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng ai cũng sợ hãi không dám vào can ngăn nhận được tin báo công an đã có mặt tại hiện trường bắt giữ nghi can theo giới hữu trách thắng chưa có hồ sơ bệnh án tâm thần nhưng đã có hồ sơ khám điều trị bệnh thần kinh những lúc lên cơn đương sự không nhận thức được hành vi có lúc trèo lên mái nhà ngồi hú hú cả đêm thậm chí cầm gạch đá ném xuống đường gây nguy hiểm cho người dân qua lại Cách đây hơn 2 tháng, thương con, bà Phương và ông Thành bố dưỡng Thắng, đón Thắng về nhà để chăm sóc, cùng gia đình chuẩn bị đón Tết nguyên đáng thì xảy ra vụ việc đau lòng. Lúc xảy ra án mạng, ông Thành đang đi làm thuê ở Hà Nội. Hiện tại vụ án vẫn đang được điều tra. Xem qua những bản tin khác, một bà nghệ sĩ ưu tú là giảng viên nhạc viện thành phố bị khiển trách vì ném điện thoại vào mặt một giảng viên khác. Ngày 12 tháng Giêng, nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã đăng bài viết trên mạng xã hội kèm theo một đoạn clip ngắn tố cáo một nghệ sĩ khác là nghệ sĩ ưu tú Võ Thị Minh Huyền. Giảng viên của Nhạc viện thành phố Sài Gòn đã ném thẳng điện thoại vào mặt của mình trong lúc đôi bên tranh cãi về chuyên môn nghiệp vụ. Lưu Thiên Hương gọi đây là sự vi phạm đạo đức trong giáo dục nghiêm trọng xảy ra tại Nhạc viện thành phố và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phải xử phạt nghiêm minh. Bài viết đã lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt khiến cho Nhạc viện thành phố phải vội vã tổ chức một phiên họp khẩn cấp. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương là giảng viên thỉnh giảng của nhạc viện, còn bà Minh Huyền là thạc sĩ giảng viên chính thức của nhạc viện này. Tại cuộc họp các thành viên ban giám đốc nhạc viện thành phố nhận thấy hành vi của bà Minh Huyền là sai, thiếu chuẩn mực của một nhà giáo và đã đồng ý với hình thức xử phạt là khiển trách. Khi được báo chí liên lạc, bà Minh Huyền đã từ chối trả lời và không đưa ra bất cứ bình luận gì. Trên mạng xã hội nhiều người đòi tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của bà này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đoạn clip kia chỉ vọn vẹn có 5 giây nên chưa thể phân biệt đúng sai. Và rằng theo những lời lẽ qua lại trong đoạn clip thì Lưu Thiên Hương cũng chẳng phải là tay vừa. Vụ cầu thủ đấm trọng tài gục trên sân, đương sự đã bị công an mời lên làm việc. Công an quận 11 cho hay đã làm việc với anh Nguyễn Hồng Quang, 42 tuổi, giám đốc một công ty ở quận 11, cầu thủ đội doanh nhân Quảng Ngãi, người bị trọng tài Lê Tuấn Kiệt, 32 tuổi, tố cáo có dấu hiệu cố ý gây thương tích. Bước đầu anh Quang thừa nhận toàn bộ sự việc trong các video đăng tải. Ngày 12 tháng Giêng, Trọng Tài Kiệt thuộc Liên đoàn Bóng đá Thành phố đã đến Công an phường 15, quận 11, trình báo về sự việc xảy ra ngày 3 tháng Giêng khi anh được phân công làm trọng tài điều hành trận đấu giữa hai câu lạc bộ doanh nhân Quảng Ngãi và Celadon An Phú thuộc giải bóng đá doanh nhân online trên sân banh thuộc nhà thi đấu Phú Thọ khi trận đấu đang diễn ra anh kiệt thổi phạt một cầu thủ thuộc đội doanh nhân quảng ngãi và ngay sau đó anh bị cầu thủ quang đấm vào mặt khiến anh ngã gục xuống sân kết quả chụp chiếu cho thấy anh kiệt bị sưng tụ máu lan tỏa dưới da và trong cơ má phải gãy xương hàm bên phải Ban tổ chức giải đấu sau đó đã ra án phạt 10 triệu đồng đối với đội doanh nhân Quảng Ngãi. Trưởng ban tổ chức giải đã đến gặp anh Kiệt để hỏi thăm và gửi 10 triệu đồng chi phí chữa trị, nhưng anh Quang thì chẳng thèm gọi điện hỏi thăm hay xin lỗi. Liên đoàn bóng đá thành phố cho biết họ đã cấm cầu thủ Hồng Quang vĩnh viễn ở giải đấu này cũng như tất cả các giải phong trào thuộc liên đoàn hoặc có sự hỗ trợ của các trọng tài liên đoàn.